Chết hụt thì thường sống dai, nhưng gặp chúng tôi thì là chết hẳn. Chiến thắng ở vòng đấu thứ nhất cũng chỉ là bước khởi đầu. Nhưng chỉ thắng không thôi, nó vẫn chưa đủ để thỏa mãn chúng tôi. Vinh quang sẽ gọi tên người xứng đáng nhất. Hãy chờ xem. Trước khi giải đấu bắt đầu, nhiều người hỏi chúng tôi rằng Ronin đứng ở đâu trên bản đồ Valorant Việt Nam. Giờ đây chúng tôi có thể nói rằng đó là đứng ở vòng playoff. Đắt kêu lên đang ở sau lưng các thành viên phía đối phương và Binzy là cái tên bị choáng vào đời đầu. Binzy rồi thì bây giờ là cả cái mạng của Bắp LV luôn. Giờ thì họ sử dụng rất nhiều những kỹ năng chỉ là giữa một bầu trời toàn sao thì chúng tôi lại có hai ngôi sao sáng nhất, Red Devil và Killers. Đây bố à, các cụ đó câu 3-1 không chọn cũng què. Và Tam Khuyển sẽ làm đúng lời mà các cụ đã dạy. Kết quả của ngày hôm nay không quan trọng. Yên tâm đi, rồi ngày mai sẽ khác. Đối thủ nào cũng có những điểm mạnh riêng. Và nhiệm vụ của chúng tôi là không được mắc sai lầm ở trận đấu cuối cùng.